Dạ, dạ. Em cũng muốn tới thăm mà không biết. Bởi vì... Dạ. Dạ, 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 sửa, dạ, sửa lại được rồi, chút nè. Dạ, cái này của mấy người nhà Mạnh Thường Quân anh ta cho đó em. Ồ, dạ. Ừ, cho được nửa cái rồi, còn nửa cái nữa. Ồ, dạ. Rồi giờ lúc này còn đổ bánh không? Chị? Dạ còn, chị cũng đang đổ. Giờ mẹ thì mẹ không đổ được nữa rồi. Dạ. Dạ. Rồi 2 năm rồi đó. Dạ. Chị hai. Dạ. Em lên cái ghế ngồi em ơi. Là chắc là mấy Mạnh Thường Quân họ xem xong cái chương trình đó đúng không? Dạ dạ. Dạ, rồi bữa nay dạ. Dạ. Trả lại thấy bà yếu hơn phải không? Trả tới thăm mà bà còn không biết là bà không biết ngoại sao luôn á. Bây giờ không còn biết ai nữa hết. Dạ chắc hết biết rồi. Không hết biết rồi. Rồi. Mày nhớ con không? Rồi đừng nói ngoại nhớ cái hết hồn luôn á. Ngoại này nhớ chạy hết. Mày nhớ con không? Ừ. Mày nhớ con không? Dễ gì nhớ được em. Dễ gì, trong nhà còn không biết trong nhà. Nay ngoài 9 mấy rồi ta? Con mẹ năm nay 98 rồi em. 98 rồi, trời ơi. 98 rồi đó. Ủa, đợt trước mình làm là lúc đó ngoài 9. Chút xíu đi. Dạ không sao đó em ngồi dùng hỏng chút xíu. Ngồi chút xíu đi em. 98. Ừ. Còn 2 năm nữa đó. 2 năm là 2 tuổi nó đủ 100 rồi đó. Wow. Mà vẫn ngồi vẫn ăn cơm ngon lành mà được mà. Dạ con cậu đỡ ngày ba cử. Dạ. Ăn vẫn ngày đủ ba cử hay gì? Sáng trưa chiều. Mà ăn ít gì đó ăn ăn nhiều. Dạ. Thì cậu ăn được tốt à. Trước là cái nhà mình nó lõm dưới này à. Nó lõm xuống rồi. Nó lõm xuống mưa rồi nó dạ. Quá trời cái con nhà mà thấy nha. Dạ. Khúc trước còn giờ khúc sau trời ơi nó ngập linh láng tràn đồng rồi. Tại vì người ta làm khúc trước rồi nó dồn ra làm sao. Dạ. Nhau giờ làm sao ngày nào cũng phải bơm chứ. Ngày bơm mấy quận không bơm thì đâu có xài được. Ngoài hai. Mấy. Đồng gì hai chứ, chị hai. Ngoài chín không? Ngoài thứ chín này. Ngoài chín bán bánh kẹp ở Cần Thơ nè quý vị khán giả. Hôm nay mình hôm nay có mấy người đây làm cái tham gia lễ hội bánh dân gian. Cho ghé tranh thủ thăm ngoài hai, thằng âm ngoại chính chứ. Hồi xưa Sài Gòn xuống về đông dữ lắm luôn á. Dạ. Hồi xưa hồi ngoại còn khỏe, ngoại đổ á. Dạ. Là nghe trên Sài Gòn xuống đông lắm. Dạ. Là sau chương trình mình đó hả? Hay là trước đó nữa? Trước. Trước chương trình của chú. Giờ thương mẹ cái là mẹ giờ mẹ hết biết ai với ai. Ừ. 98 rồi, không biết mẹ chừng nào mẹ. Trước này cái giường bên đây là của mẹ nè. Dạ. À. Rồi mới có mấy năm ta, 3 năm không ta? Ở đó. Dạ, ở đó. 3 dạ, năm gần 3 năm á, 3 năm á. 3 năm. Đó là ngoài 95 tuổi. Còn khỏe lắm. Bữa nay 98 rồi. Lúc đó còn biết. Hồi lúc đó 97 tuổi còn độ. Hồi đó ba mẹ cái gì mẹ biết trơn á. Bây giờ là mẹ không biết rồi, bây giờ là hai ốc á. À. Nãy đi vô đứng vô đi từ xa vô thấy nó ủa sao cái lò không có thấy. Không thấy độ. Hôm nay lễ đó. À hôm nay lễ. Không dám. À dạ dạ. Không dám làm. Ít thôi. Đó, rồi từ vẫn tự múc tự ăn luôn hay vậy ta. 98 tuổi mà vẫn tự múc tự ăn luôn hay không? Lâu quá trời, ăn đi đừng có nhả nghe. Được không? Được không? Được, làm thử từ từ. Mới già mà mấy. Ờ, dính mấy rồi, gần 100 tuổi mà. Nếu bà được 100 tuổi, ăn lấy danh hiệu của phường.
Ráng ráng được ráng sống ráng sống qua 100 tuổi. Hả à, mày? Cười á, hiểu không? 100 tuổi dư sức. Hồi đó cậu quen ở lúc đó ngoại còn đổ bánh nữa luôn mà, hay lắm. Dạ. Rồi thấy độ nước ngập tắt nước quá trời luôn rồi làm được nửa cái vậy đó. Dạ. Mà họ giúp mình là làm năm nào chị? Đâu cũng 2 năm rồi à em. Cũng 2 năm rồi. Thì cũng mừng ha. Dạ. Còn nửa cái nữa. Làm bao được bao nhiêu lâu hả chị? Đâu có khoảng chừng mấy tháng không? Cũng có đâu, không 2, 3, có. Chừng 4 5 ngày hả? À 4 5 ngày là cái đổ này lên rồi. Dạ. Anh à, chị em nó thấy sao đồ này nè, mới đùa lại sao hết. Đùa lại sao hết, nó cũng làm nhanh lắm. Coi như là ta làm tóc hành nhưng mà đâu có đem bà ngoại đâu được. Dạ. Ta làm tóc hành cho mình nhưng mà nha. Dạ, nhưng mà nhà ngoại sửa là nhờ một cái nhóm, một số anh chị em mạnh thường quân. Dạ. Có tên là Lấu Dấu Ấn gì đó. Dạ. Không biết chừng nào về gặp nữa. Dạ, nói thôi tranh thủ ghé thăm không biết. Dạ. Cũng nói thật là cũng hay, cũng nhớ hay vậy. Không, cứ sợ là cũng ghé. Không ước lắm mới nhớ. Dạ, cứ sợ ghé nó không biết ngoài còn không nữa. Dạ. Thiệt sự luôn á. Dạ. Chín mấy rồi đâu có biết được. Dạ. 8 rồi đó, 2 năm. Nên nãy vô gặp chị ngồi đó em thấy không có làm. Dạ. Em cũng nói chắc có khi không biết ngoại còn không nữa, vô. Hay quá. 2 năm nữa chưa thấy gì. Đáng 100 tuổi nha. Hen. Đó, gật luôn này, 100 tuổi nó gật ra đầu luôn. Nói chứ không biết nói gì. Chắc không biết, không nhớ đâu. Nói đâu vậy? Sao nhớ nổi? Con cháu còn. Mà vẫn còn vui vẻ, cười, vẫn còn ăn uống rồi được. Cái gì thôi à, chứ còn mày cái gì cũng nhớ cho em ơi. Ăn uống rồi vẫn rồi. Đi vẫn nhiều đi được. À bây giờ đó, đi rồi. Được nhưng yếu lắm. Dạ. Té hoài. Trước rồi đi được, bây giờ té quá à, không cho đi nữa. Té quá té rồi không cho còn đi. Còn té giờ nguy hiểm rồi nha. Dạ. Rồi bây giờ nghe chú lại là chú thấy mặt mày vậy chứ. Trước mà lại hả thôi mặt mày đang cu té. Té. Ừ dạ. Chú gặp đó. Ừ đó. Ngoại đi rồi cái gạch này nó trơn nè. Dạ. Rồi cái em biết làm sao không? Ngoại chợ. Rồi té mấy lần luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ là không cho đi nữa. Chừng nào đi thì ở đây mấy chị mấy em gạch đi. Dạ. Giờ đi mình lên không dám à, sợ rồi. Ghé chờ cho lần sau em về còn ngoại. Trời ơi, lần này gặp là còn gặp ngoại là mừng lắm. Dạ. 3 năm hơn. Giơ tay chào mấy cháu đi. Giơ tay chào ngoại kìa, chào mấy cháu ngoại kìa. Giơ tay lên. Giơ tay chào đi. Biết gì? Cười. Biết cái gì mà cười? Hả? Biết gì không mà cười? Biết không? Biết hả? Biết cái gì? Biết cái gì nói được cổng liền vòng? Biết gì? Hả? Đây, quyền thoại nha quý vị khán giả. Một trong những cái tập mà tiếng rao của 4.0 của Colorman là ngoại là người cao tuổi nhất á. Nghĩa hả? Dạ. Mấy người kia là mấy cụ khác nữa. Tám mấy là hết rồi. Chưa ai tới 90 hết trơn. Chỉ có ngoại nè, ngoại là 90 mấy luôn, lúc đó là còn đổ bánh. Chỉ có cái đợt mình bán là đó ngoại yếu quá, ngoại không có ra ngồi nổi thôi. Dạ. Quyền thoại Cần Thơ. Lúc đó không ngồi nổi nhưng mà còn biết. Dạ biết mà, nếu mà đi không nổi thôi. Bây giờ là không còn biết gì nữa. Với lại mất cái cảm giác coi như là
đi vệ sinh rồi này nữa, nó không còn biết nữa, đó, không có cảm giác đó nữa. Thành ra ở nhà cũng cực cái vụ đó. Thường quá mấy nhân vật, mấy người tập tiếng rào lâu lâu cái thấy rụng người, lâu lâu thấy rụng người, tại mấy tặng mấy người lớn không à. Làm toàn mấy người, mấy ông bà tám mấy, bảy tám chục tám mấy không thì nên là cái tuổi đó khó nói lắm. Rồi chị Hai thì 70 rồi, cũng 10 năm nữa chứ cũng tám đâu. Rồi đó, đó chị Hai vậy mà 70 rồi chứ bộ vẫn hả? Mà hôm nay thấy chị Hai yếu rồi nha. Đúng rồi đó. Thấy đi đứng rồi thấy hơi yếu rồi đó. Hai 70 rồi đó. Giờ đổ bán bánh cho vui vậy thôi chứ cũng đâu có bán được nhiều đúng không? Em biết sao không? Bây giờ nào nay cũng nhờ mấy em rồi giới thiệu trên mạng nhã ngoài đó. Dạ, người ta đặt trước. Dạ, nhiều khi lúc nó vô rồi nó nói mình làm á em. Dạ. Chứ bây giờ không có bán như hồi lúc mà mẹ bán đâu. Dạ. Bây giờ coi như người ta gọi trước thì mới bán. Dạ. Mẹ bán mà mẹ làm cứ làm đi thoải mái. Dạ. Dạ trời, chừng nữa em về chiến đâu gặp ngoài trần trận nữa. Về ăn là thượng thọ 100 tuổi. Dư sức. Dư sức ha. Nổi không? Chắc không? Nay 98 rồi. Ở nhà mình nuôi thôi. Ở nhà mình nuôi. Thôi ăn lì xì ngoại nha. Lì xì ngoại ít nha, lúc này con nghèo quá. Trời ơi, bắt cười quá. Dạ, lúc này con nghèo quá, dân lì xì ngoại một chút nha. Lì xì cho ngoại phải lì xì cho ai nữa đó. Dạ. Cảm ơn đi. Má. Má. Cảm ơn. Cảm ơn. Gì thì làm vậy? Nói cảm ơn đi. Rồi à. Dập cho này. Mày biết nhiêu không? Biết mấy tờ không? Đưa lại. Ủa sao vậy? Bây giờ hết biết rồi. Vậy giờ sao? Thôi là đưa hai nha, đưa chị Hai nha. Đưa hai giữ nha. Dạ. Yeah. Thôi bỏ vô túi đi, nhớ ngoài rồi hồi xưa cất tiền. Là cất tiền là có cái túi đó. Lận vô trong đây nè. Lận trời. Lận vô trong cái quần đó. Ghim hả chừng hả 5-6 cây kim tây luôn. Đúng rồi, đó. Hồi xưa là bán hàng là ngoài lận vô trong đây nè. Trong cái túi, trong cái quần. Cái quần á, lận vô cái quần. Trong chà bá luôn bắt đầu này. Giọng kim tây vô ông trọng. Nói chung là bà ngoại bây giờ không còn biết gì nữa. Có tiền rồi ngày mai đi chợ đi. Ngày nay đi chợ ăn món ngon đi. Lâu lâu các anh chị em mà hảo tâm tham gia chương trình tiếng rao thì lâu ghé thăm ngoại cũng được nha. Đó thì cũng chắc là cũng nhờ chương trình tiếng rao mà cũng có một số mình thường quân biết. Rồi đi ngang đây thấy nhà ngoại bị ngập nước dữ quá rồi đổ là đỡ cái nền cho ngoại cuối cùng cũng được nửa căn. Trời ơi, con dạ. Ở đây nhà ở đâu chú? Ở đây dạ ở ngay chỗ Bình Thủy á chị. Yeah. Công viên Bình Thủy dạ. Ở đây là hẻm 233. Dạ. Nhà ngoại là 233 xịt như quên mất tiêu rồi. 39. Dạ. Nhà ngoại là 233 xịt 39. Dạ. Tiger lúc này lớn dữ chưa chú? Trời, biết Tiger luôn. Sao? Trời. Dạ, dạ, 233 xịt 39C. Đẹp đường trai, Nguyễn Văn Cừ, dạ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Tiger hôm nay 11 tháng rồi vậy. Dễ thương. Dạ. Đẹp trai. Dạ, chuẩn bị bước qua tháng 12. Tháng 12 giờ đó
Ở ngoài đáng khỏe nha, 2 năm nữa nha. 2 năm nữa làm sinh nhật thứ 100 nha. Gạch đầu chứ biết gì. Cười. 100 ngàn. 100 ngàn hả? 100 ngàn hồi nó chia bớt nha. Nha. Hồi nó trời chia bớt. Nha. Nha. Trời ơi, vậy chứ mà họ tiền mà vô túi rồi mà kêu mà chia bớt hay mà cho rồi cái ai xin được mấy chuyện lạ. Chỉ có một người lấy được thôi, là thằng con trai thứ tư. Thằng trai thứ tư xuống là đưa đó. Biết thằng là biết ổng đó, xuống rồi móc đưa liền, đưa cho ông đó. Tại vì ông đó là tắm rửa, ăn uống này nọ, mình nên lo cho mẹ. Xuống rồi móc đưa cho ông đó liền. Còn ai thôi còn nhiêu bánh đi, lấy bánh mang bánh ra cho mấy đứa ngoài kia nó ăn đi. Trời, bánh kẹp của ngoài chính là cái của ngoài chính Cần Thơ này, đây cái lò huyền thoại luôn đó. Chào các bạn, rồi còn như đấy hả? Thôi mua mão hết luôn đi. Dạ, ăn thử gì, ăn thiệt chứ ăn thử gì. Coi coi, đúng rồi, cái này mê, bỏ cái này giòn nè. Hả? Để bỏ bọc luôn em, mua mẫu ra luôn đi. Đi ra ngoài lễ hội bánh dân gian bán lại. Ở đây nắng lắm nhớ, hồi xưa đây nắng lắm luôn. Dạ. Hồi xưa có cái bàn. Xưa có cái bàn mát lắm rồi, các bạn. Cái bàn bị đốm rồi. Đúng rồi, xưa có cái bàn ở đây đó. Dạ. Đây là đây cái lò nè, trời ơi xưa đổ luôn. Người xưa cảnh cũ, mừng quá thấy ngoại vẫn khỏe mà mừng quá cho mừng luôn. Cũng ao ước đó em ơi. Đây là dự án chỉ tình thương ở lại nè. Đó, đó là đây là những cái người mà những cái hội mạnh thường quân đó làm cái nhà cho ngoại để kỷ niệm này, dễ thương quá. Dạ, gửi lời chào đến tất cả các anh chị dự án chỉ tình thương ở lại nha, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Rồi, mọi người muốn cái này là hai cái bánh mì. Rồi, con này là giòn. Thấy là trả tiền cho hai đó. Thôi trả 200 thôi. Rồi. Thôi đúng giá đi, bịch nhiêu. Thôi mà. Thôi đưa hai đưa đi. Lâu quá trời. Tới ngày hồi ấy thì nghe nói em làm cho cái bánh cam bánh chính cầm gì đó. À dạ đúng rồi, đúng dạ. Lâu quá trời. Dạ. Thầy hai đáng nha. Dạ. Số điện thoại hai là số mấy? Số điện thoại hai số mấy đọc cho để có mà mạnh thường quân nào tới thăm ngoại nữa. Không nhớ rồi em Út ơi. Không nhớ em Út ơi. Không nhớ thiệt. Ừ, mà nhớ mới bữa làm bánh làm xong bữa tiếng rau khóc quá trời khóc. Dạ. Vậy được. Thôi em về khỏe nha. Dạ, anh hai đáng nha. Được không con? Bánh ngon lắm, bánh hơi bị ngon. Gửi hai đi rồi, ok. Dạ đây, hai nha. Dạ. Không nhớ số điện thoại luôn hả? Rồi lỡ người ta tới, người ta muốn giúp làm sao? Chị không có nhớ số điện thoại, em muốn ơi. Dạ. Dạ, ở Cần Thơ 233/39C Nguyễn Văn Cừ. Dạ. Em đi nha. Dạ. Dạ, hay vậy nó phải nghe rồi. Dạ. Bữa nào em về Cần Thơ em ghé thăm ngoại. Dạ. Dạ, khỏe nha. Dạ. 70 của em ơi. 70 dạ. Rồi. Chào tụi con nhé. Dạ, mến chào quý khán giả và các mạnh thường quân.